Trước khi bước vào trận đấu tại vòng đấu thứ 26 của V-League 2018 thì BKB Bình Dương đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng khi họ có được 30 điểm. Còn câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là những người đang đứng ở vị trí thứ 7 với khoảng cách là 1 điểm, hơn 1 điểm so với BKB Bình Dương. Trên màn hình của quý vị và các bạn là đội hình ra sân của BKB Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì đội chủ nhà BKM Bình Dương, những người mặc trang phục áo xanh quần xanh là những người bảo vệ phần sân bên phía góc trái màn hình của quý vị và các bạn. Còn đội khách Hoàng Gia Lai, những người mặc trang phục áo trắng quần trắng là những người bảo vệ phần sân bên phía góc phải. Để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu đội hình cụ thể của hai đội ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía đội chủ nhà BKM Bình Dương, thủ thành mang áo số 1 Bùi Tấn Trường, các hậu vệ bao gồm số 3 Nguyễn Thanh Thảo, số 4 Hồ Tuấn Tài, số 20 Nguyễn Trung Tín và số 88 Rabo Ali. Ở hàng tiền vệ là Nguyễn Anh Tài, số 8, số 14 Lê Tấn Tài, cầu thủ mang băng đội trưởng, số 24 Đoàn Tuấn Cảnh và trên hàng tiền đạo là các cầu thủ số 22 Nguyễn Tiến Linh, số 27 Hồ Sĩ Giáp và số 29 Đinh Hoàng Mắc. Nguy hiểm. Đợt lên bóng đầu tiên của các cầu thủ chủ nhà. Người vừa phá bóng bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Trên màn hình của quý vị và các bạn là huấn luyện viên trưởng Trần Minh Chiến. Minh Vương. Công Phượng. Công Phượng hơi tham bóng trong tình huống này. Đúng ra thì cầu thủ mang áo số 10 cần phải có những sự phối hợp với đồng đội. Ở một góc sút như vậy thì rất khó để Công Phượng có thể làm nên chuyện. Trong trận đấu lượt đi giữa hai đội, trận đấu diễn ra ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2018 thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 0-0. Người vừa đánh đầu có lẽ là Tiến Linh đã để cho Hải Phòng cầm hòa với tỷ số 0-0. Trong khi đó BKM Bình Dương đã để thua với tỷ số là 1-2 trên sân của Nam Định. Và cũng nhờ chiến thắng đó mà Nam Định đã có nhiều cơ hội để có thể ở lại với V-League ở mùa giải này, ở tình huống tương đối nguy hiểm. Bóng đi sát sạt cột dọc sau một tình huống nỗ lực sút bóng của Hồ Sĩ Giáp. Chúng ta hãy cùng xem lại. Trong khi đó đối với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, họ không có một cầu thủ nào trên 30 tuổi và chỉ có duy nhất một người lúc này 28 tuổi. Đó là ngoại binh Joseph Zeba. Còn lại 10 cầu thủ của Hoàng Gia Lai trên sân đều dưới 25. Cú đánh đầu là của Hồ Sĩ Giáp. Trong khoảng 5 phút gần đây thì Hồ Sĩ Giáp đã có tới 2 tình huống dứt điểm. Một tình huống dứt điểm bằng chân phải và vừa rồi là một cú đánh đầu. Không có lỗi, phản công cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai, một tình huống 3-2. Rất nhanh. Hồng Duy. Quá đơn giản. Một tình huống. Lần nữa chúng ta cùng xem lại. Đường truyền của Văn Toàn là hơi thiếu lực trong tình huống vừa rồi. Nếu như bóng đi xuôi hơn một chút nữa thì có lẽ Hồng Duy sẽ có một tình huống dứt điểm hiểm hóc hơn.
có bàn thắng dành cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Và người ghi bàn là Hồ Sĩ Giáp. Một sai lầm trong hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Thủ thành Phạm Văn Tiến và những trung vệ bên phía đội khách đã không có sự liên lạc tốt với nhau. Một đường chuyền dài của Rabo Ali. Pha đánh đầu khá đơn giản của Hồ Sĩ Giáp. Phạm Văn Tiến trong tình huống vừa rồi nghiêng về đội chủ nhà BKM Bình Dương. Tiến Linh, Tuấn Cảnh, thêm một tình huống đánh đầu nữa, bóng rồi sáng ngang. Hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai đang rất mong manh. Minh Vương và bứt tốc của Văn Toàn, nhưng trong tình huống vừa rồi thì Tấn Trường đã đọc tình huống tốt. Chúng ta cùng xem lại. Pha chạm bóng vừa rồi là của Tiến Linh. Rất tiếc cho cầu thủ mang áo số 22. Công Phượng vào lúc này đã đổi cánh cho Nguyễn Phòng Hồng Duy. Công Phượng đổ xin dây bà để mất bóng nguy hiểm. Phản công cho các cầu thủ chủ nhà. Hồ Sĩ Giáp, Tiến Linh, Tiến Linh, dứt điểm 2-0 cho BKM Bình Dương. Bàn thắng thứ 14 của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Điểm khác giữa những pha phản công của BKM Bình Dương và Hoàng Gia Lai đó là sự sắc bén. Chỉ cần một tình huống phản công thôi thì BKM Bình Dương đã có được bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại một pha xử lý phải nói là cực kỳ đẳng cấp của Tiến Linh. Tiến Linh vượt qua được sự truy cản của Trần Hữu Đông Triều. Và sau đó là một cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, không cho Phạm Văn Tiến bất cứ một cơ hội nào. 2-0 cho BKM Bình Dương. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Và Hoàng Gia Lai vẫn đang để cho BKM Bình Dương vẫn chưa với tỷ số 2-0. Thì điểm đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ đội khách. Và người ghi bàn là Minh Vương. Tưởng chừng như trận đấu hiệp 1 của trận đấu này sẽ kết thúc với cách biệt 2 bàn dành cho câu lạc bộ BKM Bình Dương. Một pha xử lý bằng ngực gọn gàng và dứt điểm bằng chân trái của Minh Vương. Bàn thắng thứ 8 cho tiền vệ này ở mùa giải năm nay cũng đúng với số áo của anh. Hiệp 1 của cuộc đấu giữa BKM Bình Dương và Hoàng Gia Lai chỉ có 1 phút bù giờ. Và như vậy là ông Nguyễn Văn Trôm đã nổ còi kết thúc hiệp 1 của cuộc đấu giữa BKM Bình Dương và Hoàng Gia Lai.
Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà BKM Bình Dương. Những người đã ghi bàn cho đội chủ nhà là Hồ Suy Giáp và Tiến Linh. Trong những phút cuối thì Minh Vương đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Nhìn chung kết quả của hiệp 1 cũng phản ánh đúng những gì đã diễn ra khi các cầu thủ BKM Bình Dương là những người thi đấu chủ động hơn, có được nhiều quyền kiểm soát bóng và đã cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với những diễn biến trong hiệp 2. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà BKM Bình Dương với các bàn thắng của Hồ Sĩ Giáp và Tiến Linh. Trong những phút cuối của hiệp 1 thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai đã rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2. Và trong hiệp 2 của trận đấu này thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có tới 2 sự thay đổi người. Một trong số những sự thay đổi người đó chính là việc Lương Xuân Trường vào lúc này đã có mặt trên sân. Minh Vương, một tình huống xử lý bóng khéo léo của Minh Vương. Osman không được, bóng rồi cột dọc. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Osman. Chúng ta hãy cùng xem lại ở một cự ly rất hẹp. Trong tình huống này thì Tấn Trường cũng đã đứng chôn chân và nếu bóng đi và khung thành thì có lẽ đã có bàn thắng cho Osma. Lưu Xuân Trường vào sân thay thế cho Nguyễn Hữu Anh Tài. Và có lẽ Osma vào sân để thay thế cho Công Phượng. Đúng là vào lúc này Công Phượng đã không còn có mặt trên sân. Và như vậy là cầu thủ mang áo số 10 của Hoàng Gia Lai đã khép lại mùa giải V-League 2018 với thành tích là 12 pha lập công. Điều đó có nghĩa Tiến Linh, tiền đạo của câu lạc bộ BKM Bình Dương, gần như chắc chắn sẽ là cầu thủ có được danh hiệu vua phá lưới nội. Thi đấu ở phía hành lang cánh phải của Hoàng Gia Lai trong hiệp đấu thứ hai của trận đấu này là Văn Toàn. Trong hiệp 1 thì Văn Toàn đã ở vị trí tiền đạo cắm. Phan Thanh Hậu, cú dứt điểm của Phan Thanh Hậu từ cái chân trái của anh. Theo là của Minh Vương. Hoàng Gia Lai đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng vấn đề là họ duy trì được nhịp độ này đến lúc nào? Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc đối đầu giữa BKM Bình Dương và Hoàng Gia Lai thì kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Cần Thơ vẫn đang hòa với Nam Định với tỷ số 1-1. Trên sân Hòa Xuân thì đội chủ nhà SHB Đà Nẵng dẫn trước Thao Quảng Ninh với tỷ số là 2-1. Xuân Trường! Không phải là một cú sút bằng ngu của Xuân Trường mà đó chỉ là một tình huống đặt lòng của đội trưởng bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đội khách đang gia tăng sức ép. Một tình huống đột phá của Văn Toàn. Văn Toàn đã vượt qua được sự truy cản của Nguyễn Anh Tài. Thêm một đường chuyền dài nữa của trung vệ bên phía câu lạc bộ BKM Bình Dương. Dứt điểm! Không có bàn thắng tiếp tục cho Tiến Linh.
Pha đặt lòng vừa rồi của Tiến Linh là hơi hiền. Vẫn đang là các cầu thủ BKM Bình Dương. Chúng ta hãy xem lại tình huống dứt điểm của Tiến Linh. Pha sút bóng của cầu thủ mang áo số 22, bóng còn rất gần với vị trí. Trọng tài vừa xác định sẽ có một quả ném biên dành cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Và quyết định này đã khiến cho một số cầu thủ Hoàng Gia Lai phản ứng. Và như vậy là quả ném biên thuộc về các cầu thủ đội khách Hoàng Gia Lai chứ không phải là BKM Bình Dương. Lê Văn Sơn. Từ 67 của trận đấu và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về BKM Bình Dương. Người đang đứng trước quả đá phạt là Lê Tấn Tài. Không có gì nguy hiểm. Pha bóng bằng đầu của Joseph Jeba. Lê Văn Sơn. Nếu so với những gì diễn ra ở mùa giải năm ngoái thì cả BKM Bình Dương lẫn câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đều có những thành tích tốt hơn. Ở mùa giải V-League 2017 thì sau vòng đấu thứ 25, câu lạc bộ BKM Bình Dương xếp ở vị trí thứ 11 chứ không phải như thứ 9 như hiện tại. Ở mùa giải năm ngoái thì họ có được 27 điểm sau 25 vòng đấu. Vừa rồi là một tình huống hết sức nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Phạm Văn Tiến, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Lỗi việt vị thuộc về Hồ Sĩ Giáp. Ở mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tính đến hết vòng đấu thứ 25 họ cũng có thứ bậc là thứ 10, cũng kém so với ở mùa giải năm nay. Sau 25 vòng đấu của V-League 2017 thì Hoàng Gia Lai chỉ có được 30 điểm. Ở mùa giải năm ngoái thì khi kết thúc mùa giải thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chính là đội để thua nhiều thứ hai tại V-League khi họ để thua tới 14 trận.
Và thành tích này chỉ kém thành tích của đội bóng đã xuống hạng là câu lạc bộ Long An. Nếu để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì khép lại V-League 2018, Hoàng Anh Gia Lai cũng thua tới 11 trận. Đinh Hoàng Bắc, Tấn Tài, một đường chuyền tốt, Tấn Tài, không được, pha sút bóng là của Tiến Linh, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Mặc dù Tiến Linh đã ở vào thế việt vị trong tình huống này, nhưng đó là theo quyết định của trọng tài. Còn xem lại pha quay chậm vừa rồi thì có thể thấy là Tiến Linh không ở vào thế việt vị. Anh còn đứng dưới hậu vệ cuối cùng của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Một quyết định sai lầm của trọng tài biên. Và nhìn lại tình huống phối hợp vừa rồi thì có thể thấy là sự hiểu nhau giữa Tiến Linh và Tấn Tài là tốt đến như thế nào. Lưu Xuân Trường, đường chuyền chính xác của Hồng Duy dành cho Minh Vương. Bóng vẫn còn trong sân. Hồng Duy. Lê Văn Sơn. Khá nhịp nhàng. Trọng tài đã thổi phạt một hậu vệ của BKM Bình Dương, người vừa phạm lỗi là Xuân Luân. Đây sẽ là một cơ hội thực sự dành cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai, bởi trong đội hình của đội bóng Phố Núi vào lúc này có Minh Vương, có Lương Xuân Trường. Nhưng chuyên gia sút phạt không chỉ là của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mà còn là của đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta hẳn còn nhớ bàn thắng của Minh Vương vào lưới đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Minh Vương và Xuân Trường là những người đứng trước quả đá phạt. Minh Vương! Không được. Bóng đi cao hơn so với khung thành. Đội chủ nhà BKM Bình Dương có sự thay đổi người tiếp theo. Lê Tấn Tài là người rời sân. Anh sẽ nhường băng đội trưởng lại cho Nguyễn Anh Đức. Và người vào thay thế cho Lê Tấn Tài là cầu thủ mang áo số 9, Võ Ngọc Tỉnh, một cầu thủ trẻ, năm nay mới chỉ 21 tuổi. Và lúc này trên sân Cần Thơ thì sổ số Kiến Thiết Cần Thơ và Nam Định vẫn đang hòa nhau với tỷ số 1-1, một kết quả có lợi cho câu lạc bộ Nam Định. Joseph Zeba. A Hoàng. Lê Văn Sơn. Phan Thanh Hậu. Đang
Kể từ khi có Lương Xuân Trường xuất hiện trên sân thì Phan Thanh Hậu cũng thi đấu thanh thoát hơn. Rõ ràng là với sự có mặt của Lương Xuân Trường thì những pha ban bật của Hoàng Gia Lai giữa Xuân Trường, Phan Thanh Hậu là tốt hơn rất nhiều so với sự phối hợp giữa Phan Thanh Hậu và Joseph Zeba. Tiến Linh. Rồi. Không vào. Vẫn đang là các cầu thủ BKM Bình Dương. Và dứt điểm rất tốt của Hồ Sĩ Giáp. Nhưng trong tình huống vừa rồi, thủ thành Phạm Văn Tiến đã có một tình huống cản phá cũng phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Tình huống sút bóng trước đó có lẽ là của hậu vệ Hồ Tuấn Tài. Chúng ta cùng xem lại một tình huống cớ lòng rất kỹ thuật của Hồ Sĩ Giáp. Cú đá chân trái của Hồ Tuấn Tài. Một pha phối hợp mạo hiểm bên phần sân nhà giữa Hồng Duy và Phan Thanh Hậu. Đá bộ Ali. 2-1, 3-1 cho câu lạc bộ BKM Bình Dương. Hoàng Gia Lai đã phải trả giá cho những giây phút thi đấu mạo hiểm của mình. Pha sút bóng quyết đoán bằng chân trái của Rabo Ali. Mặc dù thủ môn Phạm Văn Tiến cũng đã ít nhiều chạm được tay vào bóng, nhưng cú sút của Rabo Ali là rất mạnh. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Rabo Ali cho BKM Bình Dương ở mùa giải năm nay. Phút thứ 77 của trận đấu và tỷ số đã được nâng lên thành 3-1 cho đội chủ nhà BKM Bình Dương. Vấn đề của Hoàng Gia Lai vẫn chưa được giải quyết. Vẫn là những tình huống ban bật mạo hiểm bên phần sân nhà. Và họ đã phải trả giá bằng một bàn thua. Ngọc Tỉnh. Ngọc Tỉnh mới được tung vào sân và thể lực của anh vẫn còn rất dồi dào. Ngọc Tỉnh. Trong tình huống vừa rồi thì đáng lẽ ra Ngọc Tỉnh hoàn toàn có thể tung ra một cú dứt điểm. Đi Hoàng Mắc. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ tư. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ chủ nhà. Đây đã là quả phạt góc thứ 5 của BKM Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay. Đi Hoàng Mắc. Không hiểu ý. Phản công cho Hoàng Gia Lai. Minh Vương. Không được. Minh Vương không vượt qua được sự truy cản của Hồ Sĩ Giáp. Thank you.
Trên sân Cần Thơ thì 1-1 vẫn đang là tỷ số của cuộc đối đầu giữa sổ số Kiến Thiết Cần Thơ và Nam Định. Nếu kết quả này được giữ vững cho đến khi kết thúc trận đấu thì câu lạc bộ Nam Định sẽ là đội bóng có được vị trí thứ 13 và họ sẽ giành quyền tham dự trận playoff với câu lạc bộ Hà Nội B, đội bóng đã đứng thứ 2 tại giải hạng nhất quốc gia năm nay. Nếu trận playoff là cuộc đối đầu giữa Nam Định và câu lạc bộ Hà Nội B thì trận playoff diễn ra vào ngày 13 tháng 10 sẽ được tổ chức trên sân vận động Thanh Hóa. Trước khi trận đấu này diễn ra, lượt trận thứ 26 diễn ra thì ban tổ chức của V-League cũng đã tuyên công bố và rằng nếu như câu lạc bộ Hà Nội B đối đầu với câu lạc bộ sổ số Kiến Thiết Cần Thơ ở trận đấu playoff thì trận đấu playoff sẽ được tổ chức trên sân 19 tháng 8 tại Nha Trang. Nhưng nếu là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hà Nội B thì trận đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động Thanh Hóa. Minh Vương. A Hoàng. Bóng đã đập vào người của A Hoàng đi hết đường biên ngang. Hồ Sĩ Giáp. Đường treo bóng vào không cho ai cả. Hồng Duy. Đúng như những gì mà chúng tôi đã nói, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã khởi đầu hiệp đấu thứ hai bằng một thế trận rất sáng sủa khi họ có liên tiếp những tình huống dứt điểm về phía khung thành của BKM Bình Dương. Nhưng thế trận này không duy trì được lâu. Văn Toàn. Thank you.
Thừa Xuân Trường. Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối và BKM Bình Dương vẫn đang dẫn trước Hoàng Gia Lai với cách biệt 2 bàn. Văn Toàn. Phải 2 cầu thủ của BKM Bình Dương mới ngăn cản được pha đi bóng vừa rồi của Văn Toàn. Tấn Trường đã thi đấu tập trung. Hồng Duy. Lại là Văn Toàn. Nếu trong đội hình của Hoàng Gia Lai vẫn còn Usma thì những đường treo bóng của Hoàng Gia Lai sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng vào lúc này Usma đã gặp phải một chấn thương và không thể thi đấu tiếp trong sau những phút đầu của hiệp 2. Rồi, cú dứt điểm là của Minh Vương. Trong tình huống vừa rồi thì Minh Vương đã quyết định dứt điểm ngay chứ không phải là một tình huống chuyền bóng cho Nguyễn Văn Anh. Cũng dễ hiểu cho quyết định này của Minh Vương bởi trước mặt anh là một góc sút rất rộng. Sau pha cản phá vừa rồi từ cú sút của Minh Vương thì Tấn Trường đang bị đau. Sau khi Lê Tấn Tài rời sân thì người đeo bằng đội trưởng bên phía BKM Bình Dương không phải là anh Đức mà là Tấn Trường. Thêm một tình huống bắt bóng tốt nữa của thủ thành mang áo số 1 bên phía đội chủ nhà. Anh Đức. Ngọc Tĩnh. Ngọc Tĩnh đang ngã trong vòng cấm của Hoàng Gia Lai và trọng tài Nguyễn Văn Trôm đã ngay lập tức chỉ tay và chấm phạt đền. Thêm một tình huống mà hàng phòng ngự của Anh Gia Lai đã thi đấu rất hời hợt. Chỉ có 2 cầu thủ của BKM Bình Dương phối hợp cho tình huống này. Nhưng cuối cùng thì Ngọc Tĩnh cũng mang về cho BKM Bình Dương được hưởng một quả đá phạt đền. Và người thực hiện là Tiến Linh. Cơ hội để Tiến Linh nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 15. Tiến Linh rất chính xác. 15 pha lập công ở mùa giải V-League 2018. Một thành tích cực kỳ ấn tượng đối với một tiền đạo trẻ. Năm nay mới chỉ 21 tuổi. Phạm Văn Tiến đã đổ người đúng hướng nhưng cũng không thể cản phá được cú dứt điểm của Tiến Linh. Thực sự là một điều đáng tiếc nếu như Tiến Linh không có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới.
Minh Vương. 4 phút sẽ là khoảng thời gian bù giờ của trận đấu này. Hồng Duy. Một tình huống mà Hồng Duy có vẻ như định tung ra một cú dứt điểm, nhưng trọng tài chính Nguyễn Văn Trôm đã che khuất mất tầm nhìn của Hồng Duy và khiến cho cầu thủ này không thể thực hiện một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay của BKMX Bình Dương. Và đây cũng sẽ là chiến thắng thứ 7 của đội bóng đất thủ ở mùa giải V-League 2018. Còn Hoàng Anh sẽ là trận thua, còn Hoàng Gia Lai sẽ là trận thua thứ 11. Có được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì câu lạc bộ BKMX Bình Dương sẽ kết thúc mùa giải V-League 2018 với vị trí tốt hơn so với Hoàng Gia Lai. Trên sân vận động Cần Thơ thì trận đấu giữa sổ số Kiến Thiết Cần Thơ và Nam Định cũng đang trôi dần về những phút cuối. Và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-1. Và Bồ Ali. Anh Đức. Không có bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà. Và tình huống dứt điểm vừa rồi của Hồ Sinh Giác cũng là pha dứt điểm, tình huống cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay. Chung cuộc, BKMX Bình Dương đã vượt qua Hoàng Gia Lai với tỷ số 4-1 với các bàn thắng của Hồ Sĩ Giáp, của Tiến Linh,